Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm, ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới, một sản phẩm lâng tiếng cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu B3. Đấy, một sản phẩm mà vừa mới ra mắt cuối 2022, tháng 12 2022 hiện nay. Đấy, sản phẩm đến từ thương hiệu B3 có mã là FX66 Plus. Đấy, một dòng lâng tiếng đã được cải tiến rất là nhiều. Về thiết kế thì nó vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài, mặt sau, nhưng ở bên trong mạch mic được xử lý, được cải tiến rất nhiều các mạch. Đấy, các nhiều tụ cũng như là các IC xử lý tiếng. Đấy, làm cho giúp tiếng nhạc, tiếng mic sẽ được hay hơn, được lâng tiếng nhạc, lâng tiếng mic và tiếng bass của nó sẽ được xuống sâu hơn, tiếng chép lên cao nó sẽ được sáng tiếng hơn. Ok chưa ạ? Sẽ giúp anh em lâng tiếng nhạc, lâng tiếng mic của dàn âm thanh của anh em lên. Đấy, hôm nay bên em sẽ giới thiệu chi tiết, sau đó sẽ bán cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt nhá. Cam kết bán cho anh em một mức giá rất là tốt. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục cùng Thế Anh Audio ra các sản phẩm mới cũng như là đồng hành cùng Thế Anh Audio nhé. Bên em cũng sẽ làm các video giới thiệu các sản phẩm mới cũng như là bán xả cho em rất nhiều các mặt hàng vang, đẩy, mic, kể cả hàng mới, hàng bãi đều có. Thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây, những chiếc lâng tiếng đến từ thương hiệu B3 có mã là FX66 Plus, em nhắc lại nhé, phiên bản cuối 2022, đấy, phiên bản mới nhất đến từ thương hiệu B3. Những chiếc lâng tiếng này vừa ra mắt trên thị trường thôi và em nhanh tay em đã có 10 chiếc để giới thiệu cũng như bán cho anh em. Em sẽ giới thiệu chi tiết về mặt trước này, mặt sau và nội thất để anh em nắm được, sau đó báo giá ngay cho anh em để anh em nắm được nhá. Đây, về thiết kế mặt trước này, nó vẫn giữ nguyên được thiết kế và đặc trưng của những chiếc lâng tiếng là kênh A và kênh B riêng biệt. Anh em thấy tất cả lúm vặn chỉnh kênh A và kênh B riêng biệt. Ở đây anh em có thấy sẽ có 4 lúm vặn. Anh em đếm từ 1, 2, 3, 4 nhé. Lúm vặn đầu tiên chỉnh nao mic là chỉnh bass. Đấy, anh em chỉnh bass nhé. Turner processor nó là chỉnh các giải tần nhạc cũng như là chế độ đánh nhạc. Anh em thích nhạc mạnh thì chỉnh sang pop, nhạc nhẹ chỉnh sang classic. Hoặc là các nhạc mạnh thì anh em chọn 8 kHz, nhẹ thì chọn 1 kHz. Đấy, ok chưa ạ? Và nút thứ tư là chỉnh hai mic, là chỉnh chép. Anh em lưu ý giúp em, thường là cái nút hai nút ở giữa này, các chế độ đánh nhạc cũng như giải tần số này thì anh em để 12 giờ để làm sao cân được tiếng nhạc. Làm sao cân tiếng nhạc, hoặc là anh em có thể chỉnh theo tùy ý anh em cũng được, nhưng thường là em khuyến cáo anh em để 12 giờ. Còn chỉnh nút đầu tiên và nút cuối cùng, chỉnh nao mic và hai mic thì anh em chỉnh theo đúng dàn âm thanh cũng như không gian của anh em. Anh em tăng bass thì vặn bên phải, giảm bass giảm xuống bên trái. Tăng chép thì vặn bên phải, giảm chép giảm bên trái. Đấy, rất là dễ chỉnh cho anh em nhé. Một dòng lâng tiếng rất là dễ chỉnh và bao cho anh em rất là hay nhé. Lâng tiếng nhạc, lâng tiếng mic. Và đây, bên này cũng có 4 nút tương tự. Đấy, 4 nút tương tự nhé. Đấy, 4 nút tương tự anh em chỉnh làm sao cho nó cái nhà của anh B giống nhau. Ok chưa ạ? Tiếp theo, 2 nút vặn tiếp theo để anh em chỉnh súp bát. Đây, đằng sau nó có cái súp bát đây, kết nối ra súp. Để anh em chỉnh súp luôn ở đây nhá. Súp chỉnh trực tiếp luôn ở trước lưng tiếng này, cực kỳ là hay cho anh em. Tiếp theo nữa, để anh em nắm được, đây nó có đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm đây anh em có thể đằng sau này, cổng quang này, Bluetooth này. Nên anh em chọn các cổng kết nối bằng cách chọn input ở đây, ấn vào đâu, ấn tiếp tục ra USB này, ấn các đường AUX này, Optical là cổng quang, ấn một đứa là Bluetooth, anh em bắt trực tiếp Bluetooth trên điện thoại vào đây. Ok chưa? Và lưu ý giúp em nhé, những chiếc lưng tiếng này anh em đều biết rồi, các giải tần được giải nâng lên từ 50Hz đến 100Hz. Đấy, anh em chọn, nhớ chọn. Đây, nhả ra là sẽ không qua những chiếc lưng tiếng này đâu. Kênh A không qua, kênh B không qua, anh em phải nhớ chọn ở đây. Và đặc biệt, cái in bypass này sẽ giúp tất cả cái lưng tiếng này được qua chức năng lưng tiếng in bypass. Nhả ra sẽ không qua lưng tiếng. Tí em sẽ test cho anh em cụ thể những cái nút này khác nhau nó như thế nào, có ấn và không ấn nó khác nhau như thế nào. Ok chưa ạ? Và đằng sau em sẽ giới thiệu cho anh em đằng sau nhá. Đằng sau của những chiếc lưng tiếng này thì vẫn giữ nguyên được thiết kế, có lỗ cắm nguồn này, công tắc bật tắt này, cổng quang Bluetooth này. Bluetooth con này được 20m nhá, từ 15 đến 20m cho anh em. Đấy, bắt Bluetooth 5.0, anh em bắt trực tiếp từ điện thoại hoặc máy tính. Ok chưa ạ? Có hai đường nhạc vào thì anh em có thấy đường nhạc vào bằng ca lông, input bằng ca lông, hoặc là in bằng hoa sen. Có hai đường nhạc ra bằng ca lông hoặc là hoa sen.
Ok chưa? Anh em ra đường nào cũng được. Thường nhạc vào bên em sẽ kết nối cho anh em nhạc vào là những chiếc lưng tiếng này. Đấy, sau nhạc ra anh em chọn ra đây, ra chữ vang là hay nhất, kết nối nhạc sẽ là lưng tiếng sau đó đến vang. Ok chưa? Và đây em sẽ soi cho anh em chi tiết về mạch của con này, được cải tiến rất là nhiều nhá. Cải tiến cực kỳ là nhiều để giúp xử lý tiếng nhạc, tiếng mic rất là hay. Đây anh em thấy nhá. Mạch này nó đã được xử lý tất cả các cái tụ này. Các tụ này đã được thay mới hoàn toàn hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Đấy, các tụ xử lý tiếng. Và đặc biệt anh em thấy, đặc biệt con này có một main nhá, một main xử lý tiếng. Main này main cuối cùng. Đấy, main cuối cùng để xử lý tiếng cho anh em. Ra cực kỳ là hay. Thật sự anh em có main này ạ, nó xử lý tiếng giúp anh em tiếng bass của anh em xuống sâu và tiếng chép lên cao cực kỳ là hay nhá. Đấy anh em. Hàng rất là chất lượng. Hàng rất là chất lượng cho anh em, cam kết sẽ giúp anh em nâng tiếng nhạc, nâng tiếng mic hay hơn. Đấy, cực kỳ là chất lượng nhá. Sau đây em sẽ giới thiệu cho anh em, giới thiệu cho anh em để anh em hướng dẫn anh em bắt Bluetooth trực tiếp từ con này. Đấy, rất tiện dụng nhá, có đầy đủ các cổng kết nối và bắt trực tiếp Bluetooth từ điện thoại. Đây em sẽ giới thiệu từ những chiếc iPhone này. Đây em đang cầm nhá. Anh em chú ý giúp em chọn Bluetooth này. Sau khi anh em chọn Bluetooth kéo xuống dưới cùng, nhớ anh em nhớ giúp em là chọn ở input này là chữ BT là Bluetooth nhá. Kéo xuống dưới cùng nó sẽ thấy là đây B3FX66 Plus. Đây anh em thấy B3FX66, anh em chọn. Đấy, sau khi chọn xong nhá, nó kết nối. Đây đã kết nối thì đèn này sẽ nháy. Đấy, đèn này sẽ nháy. Sau đó anh em bật nhạc, em sẽ bật cho anh em nhạc nhá. Đây, em đã bật nhạc. Đây, em sẽ test trực tiếp cho anh em nhá, có lưng tiếng và không có lưng tiếng nào. Đây. Đây em đang cho qua lưng tiếng nhá, em sẽ nhả ra này. Đấy, tiếng nó sẽ bị trùng xuống, anh em nghe và cảm nhận tiếng nhạc nó sẽ bị trùng xuống. Đây em vào này. Ok chưa ạ? Sự khác biệt rất là lớn giữa có lưng tiếng và không có lưng tiếng. Đấy, tiếng nó sẽ bị trùng xuống, nó tối tiếng hơn. Lưng tiếng nó sẽ giúp anh em tiếng nhạc, tiếng mic nó lưng được lên và sáng tiếng. Đây này. Đấy, quá là ok cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể chỉnh volume kênh A, kênh B riêng biệt. Đấy, chỉnh kênh A này, vặn kênh A lên này. Hoặc là tắt đi, vặn kênh B. Đấy, một dòng lưng tiếng cực kỳ cao cấp cho anh em, sẽ giúp cho anh em lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic, đảm bảo cho anh em rất là hay trong dàn âm thanh của anh em nhé. Rất nhiều cổng kết nối. Và ngày hôm nay bên em sẽ bán cho anh em những chiếc lưng tiếng đến từ thương hiệu B3 này, hàng đỉnh của đỉnh. Đấy, cuối năm 2022 phiên bản cao cấp nhất, giá này bên em đưa ra nhé, cực kỳ là tốt, giá cực kỳ là tốt cho anh em, chỉ 1.200.000 em bao ship cho anh em. Ok chưa? 1.200.000 em bao ship tặng cho em dây jack kết nối đầy đủ luôn. Đấy, giá cực kỳ là chất lượng nhá. Hàng đến anh em được nhận hàng, kiểm tra thanh toán rất là uy tín ạ. Có vấn đề gì kết nối cứ alo trực tiếp số điện thoại em. Số điện thoại em đây. Alo trực tiếp số điện thoại em sẽ hướng dẫn cho anh em cực kỳ là chi tiết. Đấy, làm sao anh em thuần thục được tất cả các cổng kết nối và các chức năng của những chiếc lưng tiếng này. 1.200.000 em bao ship tặng cho em dây jack phụ kiện đầy đủ. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán rất là uy tín nhá. Đấy, rất là chất lượng cho anh em. Khẳng định anh em chất lượng có những chiếc lưng tiếng này. Đây em cho test cho anh em một tiếng nhạc này. Đấy. Em test lại cho anh em một tiếng nhạc, khẳng định luôn nhá. Đây em bỏ ra. Đấy, anh em thấy không? Tiếng nó sẽ bị trùng xuống và nó tối tiếng hẳn lên. Tiếng bass không được sâu và tiếng chép nó không được lên cao. Đây. Đấy. Khác biệt rất là lớn giữa có lưng tiếng và không có lưng tiếng. Rất là chất lượng cho anh em nhá. Rất là chất lượng những chiếc lưng tiếng phiên bản cao cấp của B3. 1.200.000 em bao ship tặng cho em dây jack phụ kiện đầy đủ. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán, giá rất là tốt nhá. Cam kết là giá cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy, thì anh em mua hàng nhắn tin số điện thoại em, chốt lưng tiếng B3 hoặc là chốt lưng tiếng FX66 Plus. 1.200.000 em bao ship. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đấy, rất là uy tín cho anh em. Cảm ơn anh em sẽ xem video. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Xin chào anh em.